thiên nhiên luôn tràn ngập cái đẹp và không ngại ngần hé lộ với chúng ta những bí ẩn mới. Năm loài thảo mộc đặc trưng của vùng Siberia và công nghệ chiết xuất độc đáo đã cho phép các chuyên gia tạo ra dòng sản phẩm độc nhất Andessence để dùng với mọi dòng mỹ phẩm hoạt tính sinh học của Siberian Wellness. Andessence là phức hợp các dưỡng chất của những thảo mộc đặc trưng vùng Siberia. Andessence là chất hoạt tính sinh học cao, bổ sung và tăng mạnh tác dụng của mọi sản phẩm chăm sóc da. Thành phần của phức hợp này chứa các loại thảo mộc tăng khả năng thích nghi của cơ thể, thường dùng rất hiệu quả trong những sản phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học cao để bảo vệ sức khỏe. Đó là sâm Siberia, cây Sagan Dyla, cây chuối đỏ, cây hoàng cẩm Baikal, rễ cây lậu lô. Không giống như các phương pháp chiết xuất truyền thống, công nghệ mang tính đột phá của Ertetis cho phép giữ được nước ép tươi với hoạt tính sinh học cao, chiết xuất gần như toàn bộ các chất hữu ích từ thực vật. Tác dụng của các chiết xuất Ertetis trong phức hợp Andessence đã được chứng minh trong phòng thí nghiệm bằng các nghiên cứu lâm sàng. Các nghiên cứu cho thấy những hiệu quả đáng kể, thậm chí chỉ với nồng độ chiết xuất 0,01%. Mỹ phẩm hoạt tính sinh học cao của Siberian Wellness chứa phức hợp Andessence nhiều hơn 30 lần so với khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm in vitro. Andessence ngăn chặn sự giải phóng beta-lycoproteinase, một trong những chất phá hủy collagen chính khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hiệu quả bảo vệ cao hơn đến 21,7%. Kết quả về mức độ giữ cho làn da tươi trẻ ở cấp độ tế bào. Số lượng các tế bào lão hóa được báo cáo ít hơn 26,4% trong cùng một khoảng thời gian. Tái tạo tế bào da. Tốc độ tăng trưởng của keratinocytes, tế bào mới của lớp biểu bì, cao hơn 26,6%. Phức hợp hiện đại của mỹ phẩm hoạt tính sinh học Andessence tăng cường đáng kể hiệu quả của mỹ phẩm và kéo dài sự tươi trẻ của làn da. Mỹ phẩm hoạt tính sinh học chứa phức hợp Andessence, sắc đẹp được thăng hoa bởi thiên nhiên. Siberian Wellness, thiên nhiên thực sự, khoa học thực sự, dành cho con người.